Hiệp hội xe hơi Trung Quốc mới đây cho biết, trong tháng 10 vừa qua, đã có 1,86 triệu chiếc được bán ra thị trường, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm 2021. Theo lãnh đạo Hiệp hội, mức tăng trưởng này là chấp nhận được trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế như hiện nay. Thường tháng 9 và tháng 10 là khoảng thời gian xe hơi được tiêu thụ nhiều nhất ở Trung Quốc, do người dân mua để dùng những dịp cuối năm như Tết âm lịch, đám cưới, lễ hội và du lịch. Xét về quy mô sản xuất thì nhà máy của ông lớn xe điện Tesla ở Thượng Hải có số lượng cao nhất khi đưa ra thị trường tới 71.704 chiếc trong tháng 10. Tuy nhiên phần lớn trong số này lên đến 54.504 chiếc là dùng để xuất khẩu. Các thị trường chính của Tesla là châu Âu và Úc. Hiệp hội xe hơi Trung Quốc dự đoán trong tháng 11 và 12, con số có thể sẽ giảm do đã gần đến Tết âm lịch, người dân ưu tiên chi tiền vào những mục đích khác. Tuy nhiên cũng không loại trừ khả năng con số sẽ ấn tượng hơn nếu Covid-19 được kiểm soát tốt và không còn thành phố nào bị phong tỏa.